Minh được Tường Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trúng số giàu thua, đổi đời như ý, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang, tiền vàng chất như núi. Quý vị thân mến, người xưa đã nói rằng, đời người như một ván cờ, thắng hay bại đều do bản thân của mỗi con người, mỗi một bước đi, một chiêu thức giống như những thăng trầm của cuộc đời. Đến khi bắt đầu cuộc chơi, bạn không biết chơi như nào, vì vậy, việc biết trước tương lai, đón lành tránh dữ là ước muốn của nhiều người để được bước đi vững vàng, vận mệnh nắm trong tay. Đặc biệt là tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đã trải qua gần 50 năm cuộc đời, quãng đời còn lại là vô cùng quý giá, nên đừng lãng phí về những sự việc không đáng và những người không đáng Mậu Ngọ nhé. Xem số mệnh cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trời sinh số mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi tiền vận gặp nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu trong đời, nhưng khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, thì cuộc sống của bạn chính thức nở hoa, được ơn trên che chở, thân tài chiếu cố, quý nhân phù trợ mà phát tài trúng lớn, cuộc sống về già an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý. Nếu nắm bắt được thời cơ chuyển mệnh, không những tiền bạc đầy tay, mà nợ mấy cũng trả sạch, công thành danh toại, phúc khí đủ đầy, người người kính nể, an nhàn hưởng phúc khí giàu sang bên gia đình thân yêu của mình. Vậy, vận trình của tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì sẽ ra sao? May mắn đến với bạn là gì và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, quý vị hãy nhấn đăng ký miễn phí kênh Minh Đường Tử Vi để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ Minh Đường Tử Vi. Đặc biệt hơn nữa, nếu quý cô bác, anh chị vẫn còn thắc mắc, cần tư vấn giải đáp, thì quý cô bác anh chị vui lòng để lại ngày tháng năm sinh âm lịch của mình xuống bên dưới video này. Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn và giải đáp cho quý cô bác, anh chị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời quý cô bác, anh chị cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Sự thật chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, may mắn vây quanh, làm gì cũng dễ giàu, tiền chất như núi, ăn tiêu năm đời không hết. Chẳng cần lam lũ qua loa, tam tai đã hết tinh hoa sẵn dành, ngũ thần hộ mệnh phương xanh, chấm vàng điểm sáng thành danh lâu bền, một khi vận đã cao lên, vinh hoa phú quý phất lên cửa nhà. Đôi lời mà Minh Đường Tử Vi muốn nhắn gửi tới anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Vâng, thưa quý anh chị, không phải câu chuyện nào cũng có chương kế tiếp. Đôi khi chương hiện tại chính là chương kết thúc của nó, tuy có còn hơi dang dở hoặc giả nhân vật chính, tức là bạn cảm thấy không thật sự hài lòng với kết cục. Nhưng hết tức là hết, cũ mà không đi, đâu ra chỗ cho mới nó được về, nên không cần cố chấp hay nuối tiếc nhiều khi. Đôi lúc có những thứ được chú định dở dở dang dang, giản đơn là vậy. Cũng không phải lúc nào số phận cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng sắp đến lúc quan trọng lắm. Sắp tới bước ngoặt cuộc đời rồi hoặc động viên bạn có lên bước chuyển ngay đây rồi. Cái mà chúng ta có thể là cứ thế mà làm, cứ thế mà bước, cứ thế mà đi, cứ thế mà tiến. Còn có đúng vận hay không, có được số phận ưu ái hay không thì hãy còn tùy vận may, tùy đoạn khúc của mỗi người. Khi mà Mậu Ngọ xuất hiện những dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì là thời điểm rất rất thích hợp để đóng một vài cái cũ, đóng hẳn luôn. Bắt đầu một vài cái mới hoàn toàn, đón một số điều tốt lành, may mắn sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình,
gắn bó và đồng hành trong suốt những năm tháng sau này. Nên giờ là đoạn quan trọng để nắm lấy, tránh khỏi hối hận về sau, lại trách bản thân mình hớ hênh cơ hội, không nghiêm túc với cuộc đời. Bạn biết không, những nỗi sợ vô căn cứ sẽ khiến ta luẩn quẩn vào hai điều, hoặc ta sẽ tập trung nhớ nhung, nuối tiếc nhiều về quá khứ, hoặc ta sẽ ngồi lo lắng, sợ hãi về tương lai, dù là điều nào đi nữa cũng khiến ta mất tập trung vào những gì đang cần chú tâm ở hiện tại. Nỗi sợ không có thật, nó chỉ là một thứ sản phẩm do tâm trí tạo ra để ngăn cản ta đạt được điều gì đó thật sự trong cuộc sống của mình. Nên đừng để sự sợ hãi lấn át lý trí của bạn, hay quên mất rằng bạn đang thật sự muốn làm gì, phải làm gì, cần làm gì. Đã một thời gian dài bạn không có được sự thông thuận rồi, nay trong tháng 7 âm đến hết 2024, sự thuận lợi, hanh thông sẽ tới với Mậu Ngọ, vậy nên hãy tận dụng nó một cách xuất sắc, chắt chiu từng giọt may mắn, xây lại một chút tựu thành. Lấy đó mà tự chữa lành cho bản thân thêm tự tin lại vào chính mình, để lại tiếp tục con đường tìm kiếm sự thành công mà bạn đang đi bao lâu nay bạn nhé. Đừng bao giờ quên tại sao bạn lại bắt đầu, tại sao bạn lại đang ở vị trí hiện tại, yêu ai, ghét ai, thù ai, hận ai, tất cả những cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực, là nỗi đau, nước mắt hay niềm vui, nụ cười, hãy coi nó là nhiên liệu thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn mỗi ngày, và sau đấy lại kiên trì kỷ luật mà bước tiếp thôi bạn ạ. Mong bạn có một tháng 7 âm nhiều điều mới mẻ, may mắn, thuận lợi, hanh thông và tận dụng được hết những khả năng của bản thân lẫn những cơ hội của cuộc đời. Quý vị thân mến, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 thuộc mệnh Thiên Thượng Hỏa, ngũ hành nạp âm là hỏa. Do can Mậu Dương Thổ kết hợp với chi Ngọ Dương Hỏa, tính cách của tuổi Mậu Ngọ nhiệt tình, sôi nổi, có chí tiến thủ, tinh lực dồi dào, trí lực nhạy bén. Trong quan hệ tình người, chân thành, đáng tin cậy, lòng dạ rộng rãi, cởi mở, dí dỏm, vui vẻ, quan niệm thiện ác phân minh, họ là người sống lạc quan, dũng cảm xông vào đói nghèo, giỏi tự lực cánh sinh, có đầu óc quan sát trực quan, thích sống tự do, thoải mái, ung dung, tự tại, có khả năng ăn nói và biện bạch có lý lẽ. Trong làm việc nhanh nhạy, dễ tiếp thu cái mới, họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Tuổi Mậu Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình, bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Người cầm tinh con ngựa đa phần đều ưa tự do, không thích cuộc sống gò bó, áp lực, có tinh thần độc lập cao, thẳng thắn, cương trực. Chẳng thế mà người này thường được ví von là tính cách thẳng như ruột ngựa, là mẫu người lạc quan, dễ dàng giành được sự tin tưởng của bạn bè và đồng nghiệp. Tuổi Mậu Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình, bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn, nhưng trong một số trường hợp, tuổi Mậu Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Người sinh năm 1978 tính cách thường khá hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thạo chuyện xã giao, mặt trái là họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ hay lo chuyện bao đồng, song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến. Tính tình lanh lợi, hoạt bát, phản ứng nhanh nhạy, lại luôn gần gũi, thân thiện với mọi người, họ có nhân duyên khá tốt. Người tuổi Mậu Ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường, hy sinh vì người khác, họ lạc quan theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch, khám phá nhiều nơi, tuy nhiên khi buồn bực, họ rất dễ bi quan, xuống tinh thần. Tuổi Mậu Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng, họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao tuổi Mậu Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo của mình. Tuổi Mậu Ngọ biết cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, họ không bao giờ làm việc quá sức để ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Người này thường xuyên tham gia những hoạt động thể thao để rèn luyện cho mình sự nhanh nhẹn và khỏe mạnh về thể chất. Những người này giỏi kiếm tiền và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mỗi khi khó khăn, họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, bởi vậy những người này không bao giờ gặp phải thiếu thốn. Họ khéo léo tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè trong mọi lĩnh vực, điều đó giúp cho tuổi Mậu Ngọ học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới cho bản thân mình. Đừng vòng vo hay cố nói dối tuổi Mậu Ngọ, họ sẽ nhanh chóng phát hiện và vạch trần sự thật nếu muốn thu hút sự chú ý của người này. Bạn chỉ cần kể những câu chuyện hấp dẫn một cách ngắn gọn, biểu cảm để kích thích sự tò mò của họ. Dù gặp vô vàn những khó khăn trước mắt, nhưng tuổi Mậu Ngọ vẫn luôn vui vẻ, thoải mái, lạc quan và yêu đời. Họ tự hưởng thụ cuộc sống của chính mình như thể hôm nay không làm ngày mai cơ hội vẫn còn đó, không việc gì phải vội vàng.
Họ không thích hợp với sự lâu dài, làm gì cũng chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao lúc bắt đầu công việc, tuổi Mậu Ngọ nhiệt tình và đạt được hiệu quả cao, nhưng càng về sau tiến độ công việc càng chậm chạp, y ạch tới mức khiến người khác khó chịu. Trong công việc, đứng trước khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước, ngược lại càng khó khăn. Họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu hơn, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy, những lúc gặp phải gian nan, khó khăn, tuổi Mậu Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuy nhiên, người này dễ bị thu hút bởi những thứ mới lạ, hấp dẫn khác. Bởi vậy, không ít những lần tuổi Mậu Ngọ bỏ việc giữa chừng để chạy theo thứ mới mẻ kia. Bản tính cả thèm chóng chán này khiến cho họ gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Cuộc đời tuổi Mậu Ngọ diễn ra khá nhiều biến động và thay đổi. Họ khó có thể ổn định cuộc sống và công việc theo ý muốn. Nguyên nhân sâu xa là do tính tình nóng vội, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn và dễ thay đổi của họ. Khi trưởng thành, tuổi Mậu Ngọ mới có những suy nghĩ chín chắn hơn và nhận thấy trách nhiệm của mình đối với những người thân xung quanh. Tuổi Mậu Ngọ năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với đam mê, công việc. Họ dường như không bao giờ gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Ngược lại, tuổi Mậu Ngọ còn có thể giúp đỡ nhiều người nghèo khổ có hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống để đạt được thành công. Tuổi Mậu Ngọ đã phải trải qua không ít khó khăn, thất bại và cả sự tuyệt vọng. Khi họ nhận ra những thay đổi nhanh chóng luôn khiến họ rơi vào tình thế khủng hoảng, thì cũng là lúc tuổi Mậu Ngọ quyết định thay đổi bản thân, kiên trì bước tiếp trên con đường mình chọn dù có đầy chông gai, gian khổ. Trong suốt cuộc đời tuổi Mậu Ngọ, họ đạt được nhiều thành công và không ít thất bại, mọi thứ đều dễ biến đổi. Bởi vậy, bạn nên hiểu rõ cái vận thế lên nhanh xuống mau của bạn. Nếu bạn lơ là, thiếu thận trọng giây lát, rất có khả năng khiến bạn phá sản, thậm chí chẳng còn đất dung thân, bạn phải thận trọng hơn nữa. Chỉ cần bạn kịp thời nắm chắc bản thân, nắm chắc thời cơ, thành công ở ngay trước mắt bạn. Họ sẽ nghiêm túc và hết mình với công việc được giao, dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian nan, nhưng một khi đã hứa, tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa sẽ làm bằng được. Đối với họ, chữ tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý nhất. Tuổi Mậu Ngọ có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải ai họ cũng coi là tri kỷ thực sự. Tình bạn thân thiết của họ phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau thì mới có thể lâu dài, bền chặt. Họ tuyệt đối sẽ không kết bạn với những người giả tạo, không thật thà. Mặt khác, tình cảm có chút khó khăn vì kén chọn, nhưng sau khi kết hôn, gia đạo của những người này rất hòa thuận, êm ấm. Tuy nhiên, một số mâu thuẫn, khó khăn sẽ xảy ra ở thời trung niên, cho nên hai người cần bình tĩnh và chung sức vượt qua. Trong tình yêu, tuổi Mậu Ngọ vừa tình tứ lại vừa kín đáo, khiến họ thường rơi vào tình thế khó xử. Thế nhưng, ái tình đến với tuổi này một cách dễ dàng. Bởi lẽ tuổi Mậu Ngọ luôn tự mình phô bày hoặc quyến rũ người khác phái, họ thật biết cách khen ngợi người khác, nói những lời hay ý đẹp khiến người ta vui lòng. Hơn nữa, con giàu lòng cảm thông, vì vậy rất được mọi người quý mến. Chỉ riêng về điểm này, họ đã có những thuận lợi nhất định trong tình yêu. Nhưng dù có nhiều ưu điểm như vậy, song tuổi Mậu Ngọ vẫn gặp nhiều thất bại, đau khổ, có thể họ vẫn chưa tìm thấy một người tình như ý. Nên suốt ngày giàu dĩ, lo lắng, luôn cảm thấy ưu thế với khí chất tú lệ trời ban của mình, lẽ ra phải tìm được một đối tượng như mong muốn. Họ dành phần lớn thời gian quý báu cho những cuộc tìm kiếm vô nghĩa. Sự khéo léo trong giao tiếp khiến cho tuổi Mậu Ngọ được nhiều người yêu quý, đặc biệt là những người khác giới. Đó là lý do tại sao họ có rất nhiều người theo đuổi và được cho là khá đào hoa. Tuổi Mậu Ngọ thời còn trẻ, trải qua khá nhiều cuộc tình mới có thể tìm được một người phù hợp với mình. Những người này thường kém may mắn trong chuyện tình yêu đôi lứa, phải trải qua nhiều cuộc tình, nhiều tổn thương, tuổi Mậu Ngọ mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Những cuộc tình của họ nhanh chóng tan vỡ, một phần là do sự nôn nóng, vội vàng và đặc biệt là tính cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ. Trong cái tính cách của Mậu Ngọ, sẽ khó chịu lắm khi cứ phải chần chừ một chỗ, sẽ bực dọc lắm khi bao sự khởi đầu mình mong mỏi không thuận hòa như kế hoạch. Cũng sẽ bận lòng lắm khi bản thân cuộc đời đang trong giai đoạn sàng lọc công việc đồng hành dài lâu. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời bạn dần rời đi. Những nhọc nhằn về nhân tâm, những mỏi mệt về nhân tính, những vỡ òa về tình người trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ ra, sàng lọc qua rồi. Ở lại sẽ không còn là đất cát, mà là những hạt tinh thể lóng lánh để đi cùng Mậu Ngọ suốt những năm tháng sau này. Vậy nên, đừng quá bận lòng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ hai, tử vi chi tiết về 4 phương diện của cuộc sống tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Thứ ba,
tử vi chi tiết từng tháng trong nửa cuối năm 2024 Giáp Thìn. Và cuối cùng là lời Phật dạy hai chữ bắt buộc phải có trong cuộc đời mỗi con người. Đầu tiên, xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Quý vị thân mến, theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, người tuổi Mậu Ngọ có thể sẽ đối mặt với vô vàn trắc trở, khó khăn ngập lối do cục diện tương hình phá rối, mọi dự định đặt ra nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, hoặc đang làm thì đổ bể nửa chứng, gia tăng áp lực cho bản mệnh. Công việc bận rộn, có nhiều xáo trộn, thách thức kéo dài trong cả tháng, bạn luôn phải tập trung cao độ khi làm việc, căng não giải quyết các vấn đề liên tiếp xảy đến, khiến tinh thần làm việc sa sút, vấn đề lớn nhỏ ồ ạt kéo đến khiến bạn choáng ngợp. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa, đôi khi đến cả bạn bè cũng có thể trở mặt thành thù địch vì lòng ganh ghét, đố kỵ, khiến bạn một mình chiến một thuyền tranh vinh giữa mớ hỗn độn của công việc, dẫn đến tâm trạng cũng chán nản, thiếu đi sự nhiệt huyết. Cũng giống như phương diện sự nghiệp, tài chính của Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì cũng nhiều sóng gió. Tiền bạc lên xuống thất thường, lúc thì khởi sắc, khi lại giảm sút mạnh, tiền của để ra không được là bao. Nếu không cẩn thận lại đi vay mượn thêm vào, vận may không có là bao, nên con giáp này nên tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Bên cạnh đó, bạn cũng phải kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò may rủi. Vận hạn trong khoảng thời gian tới đây của bạn còn thể hiện ở cả phương diện tình cảm, dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp, mối quan hệ của bạn sẽ không được suôn sẻ. Người độc thân dễ gặp phải một số mối tình kém chất lượng, đôi khi tin vào lời ngon ngọt của đối phương mà bị lừa tình cảm, thậm chí còn tay trắng vì tình, nên cần phải thận trọng trong việc nhìn người, tránh bị lừa gạt. Về sức khỏe, tử vi dự báo sức khỏe không được tốt cho lắm, nhiều mối nguy cho cơ thể tiềm ẩn, nhắc nhở tuổi này phải cẩn thận về sức khỏe của mình. Nếu cảm thấy khó chịu trong người, nên tới các cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh tình trạng ủ bệnh. Ngoài ra, bạn thường xuyên dậy sớm, thức khuya, điều này rất hại cho cơ thể của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống và sắp xếp lịch trình làm việc phù hợp với cuộc sống. Cẩm nang vượng vận tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa. Khẩu quyết, các mối quan hệ tại nơi làm việc gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa. Quý nhân, Thìn, Dậu. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. Con số may mắn, 12, 24, 36. Tiếp theo sau đây là chi tiết từng phương diện của tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi sự nghiệp tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Xem tử vi nhận thấy, khi bạn có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, thì tuổi Mậu Ngọ phương diện sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Đây sẽ là giai đoạn nhiều thử thách với bạn, mọi mối họa tiềm ẩn rình rập, hãy chuẩn bị tâm lý thật vững vàng. Nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, lại có thêm hung tinh thiên hình quấy phá, dự báo trước những sóng gió mà bản mệnh phải đối mặt. Công việc nhiều trắc trở, áp lực tăng cao đến từ nhiều phía khác nhau, không lúc nào bạn được thư thả. Các kế hoạch bạn đặt ra không như dự tính của bạn, nhiều hạng mục mà con giáp này đã dồn nhiều tâm huyết nhưng không diễn ra như ý muốn. Có thể bị đồng nghiệp hớt tay trên, cướp công sức của bạn, khiến bạn không khỏi thất vọng, dù bạn vẫn cố gắng kiểm soát nhưng tình hình không mấy khá khẩm. Đã vậy, các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu sự hài hòa, mọi người có thể bằng mặt không bằng lòng, dấu hiệu còn cho thấy có đấu đá. Cạnh tranh ngầm xảy ra trong tập thể, bản mệnh còn được nhắc nhở nên thận trọng trước họa tiểu nhân, tháng tới đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng thấy họ niềm nở với mình mà tưởng họ hòa đồng. Chẳng qua cũng chỉ lợi dụng bạn mà thôi, có nhiều người không thể vội tin tưởng, chưa chắc họ đã tốt đẹp như những gì đã thể hiện ra bên ngoài. Tuổi Mậu Ngọ có thể sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với chính những người bên cạnh mình, liên quan tới lợi ích cá nhân. Bạn bè có thể trở mặt thành thù lúc nào không hay, tiểu nhân quanh bạn có thể vùi dập bạn bất cứ lúc nào. Chỉ cần một bước sai lầm là sẽ dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng. Lúc này dù làm gì bạn cũng nên đặt lý trí lên hàng đầu, không thể làm việc theo cảm xúc được. Chất lượng công việc khó làm hài lòng cấp trên, mọi việc trở nên trì trệ, khiến chính bản thân bạn cũng chán nản với tháng này. Thiếu đi sự nhiệt huyết, nhưng tinh thần làm việc uể oải như vậy của bạn chỉ càng khiến mọi việc đâm đầu vào ngõ cụt. Chính bạn trước hết phải tự chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, đứng dậy hiên ngang, làm lại mọi thứ từ đầu mới mong tình hình sớm có cải thiện. Người ăn ở có phúc thì có phần, bạn bỏ ra nỗ lực một cách nghiêm túc thì trời sẽ không phụ công bạn.
Tử vi tài lộc tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Bước sang những tháng tới đây, con giáp này phải đối mặt với nhiều thách thức, công việc bận rộn và tràn đầy áp lực. Chưa chắc bỏ công, bỏ sức ra đã thu về được thành quả như ý, tình hình tài chính lúc này cũng không khá khẩm hơn là bao. Hung vận tăng cao, lại chịu tác động từ sao xấu tiểu hao nên tiền bạc hạn hẹp, thu nhập ảm đạm, tình hình chi tiêu lại nhiều. Chú ý không phải đi vay mượn nhiều, càng những lúc như vậy càng nên chú ý hơn trong việc chi tiêu. Có những lúc vốn đã kiếm được khoản không nhỏ, nhưng ngay sau đó đã có việc phải dùng đến hoặc đầu tư thiếu hiệu quả, khiến tài vận giảm sút mạnh, cuối cùng chẳng giữ được mấy đồng trong tay. Theo tử vi nhận thấy, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, bạn nên hạn chế đầu tư nếu không nắm chắc được phần thắng cho mình. Tử vi khuyên rằng, vận may không có là bao nên con giáp này nên tránh việc đầu tư vào các dự án lớn để tránh rủi ro. Những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có một tháng nhiều sóng gió, tình trạng hàng hóa có phần ế ẩm, nhu cầu thị trường người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Các mặt hàng mới xuất hiện nhiều, khiến các lượng hàng cũ còn tồn đọng trong kho. Nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, không cải tiến mặt hàng của mình, thì lượng khách hàng cũng dần giảm bớt, mà bỏ ra chi lại càng nhiều. Do đó bạn nên chủ động tìm kiếm những phương pháp đổi mới để thu hút thêm khách hàng, mở rộng tiềm năng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, bị kẻ tiểu nhân giở trò đâm xấu sau lưng, bản mệnh nên thận trọng trong việc nhìn người, nhất là trong khâu chọn đối tác hợp tác làm ăn, nếu không đủ tỉnh táo rất có thể bạn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó, bạn cũng phải kiềm chế chi tiêu, tránh xa trò may rủi, những người có tâm lý kiếm tiền nhờ vào những trò cờ bạc, đỏ đen, lười làm ham ăn, cố tình thực hiện các hành vi phạm pháp, trái đạo đức, sẽ vướng vào việc kiện tụng, tiền mất tật mang, khiến kinh tế eo hẹp lại càng xuống dốc hơn trong tháng, bản mệnh nên chú ý nhé. Tử vi tình duyên tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Vận trình tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian tới khá bấp bênh, khó được như mong muốn. Với ai còn lẻ bóng, có mong muốn tìm kiếm mối quan hệ tốt trong tháng này dường như là không có. Bạn có thể thất vọng vì mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt trong thời điểm này. Bản thân bạn cũng vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu. Thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới, vì vậy có nhiều khi cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại hời hợt bỏ qua. Có người dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không. Người đến kẻ đi dập dìu nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý. Nếu bạn không đủ nghiêm túc thì e rằng tình trạng độc thân vẫn còn kéo dài khá lâu nữa. Với người tuổi Mậu Ngọ đã có gia đình, biết rằng áp lực công việc tăng cao, cơ thể mệt mỏi trong người, không có tâm trạng nói chuyện với ai. Nhưng bạn cũng nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình. Có lẽ bạn không nhận ra, nhưng sự thật là tình cảm hai người ngày càng xa cách. Đôi khi chỉ vài vấn đề tranh luận đơn giản cũng biến thành mâu thuẫn gia đình, chuyện bé xé ra to, nếu không cẩn thận, có thể sẽ có dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang, phá hoại tình cảm vợ chồng. Chính bạn nên xem xét lại chính bản thân mình trước, phải chăng tình cảm của bản mệnh nguội lạnh là nguyên nhân gây ra tất cả. Tử vi sức khỏe tuổi Mậu Ngọ khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Về sức khỏe, nguyệt lệnh bệnh khiến cho con giáp tuổi Mậu Ngọ thời gian này thường xuyên cảm thấy cơ thể mỏi mệt, uể oải, tình trạng thiếu ngủ kéo dài, bản mệnh nên gác bớt bộn bề cuộc sống sang một bên để có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn nhé. Ngoài ra, sức đề kháng kém cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh liên quan đến hô hấp. Khi thời tiết chuyển mùa trong thời gian này, bạn nên chú ý đến cơ thể để có một sức khỏe tốt trong những tháng cuối năm này nhé. Quý vị thân mến, cuộc sống hạnh phúc có cùng niềm vui, cuộc sống khốn khổ có những nỗi đau bi thảm khác nhau. Chúng ta sống trên thế giới này, bộn bề từ sáng đến tối, làm việc không biết mệt mỏi, làm những việc không thể tự chủ được và sống một cuộc đời bất lực. Lý do không gì khác hơn là để có cuộc sống tốt hơn, cha mẹ già đi chậm hơn và con cái bớt đau khổ hơn. Cuộc đời có những giông tố, thăng trầm khác nhau. Khi chịu đựng những khó khăn như vậy, bạn cũng mong được đáp lại một điều gì đó. Nói thẳng ra đó là vì tiền, mệnh, nhà, tình. 1. Tiền. Dương Giáng từng nói, chỉ khi khiêm tốn, bạn mới có cơ hội tốt nhất để nhìn ra sự thật về thế giới và các mối quan hệ giữa con người với nhau. Khi một người trở nên nghèo khó, anh ta càng nhận thức rõ hơn về ác ý của cuộc sống và sự tàn ác của bản chất con người. Tiền không phải là tất cả, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Khi có tiền, bạn sẽ thấy cả thế giới đều tử tế, mọi người đều nói lời tử tế và tôn trọng. Nhưng khi không có tiền, bạn sẽ cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới, những người xung quanh sẽ nhìn bạn với ánh mắt thờ ơ, nói những lời không hay và không ai sẵn lòng ra tay giúp đỡ.
Tư Mã Thiên từng nói, mọi vật trên đời đều nhộn nhịp vì lợi ích, thế giới nhộn nhịp vì lợi ích. Nếu bạn không có tiền để theo đuổi sự lãng mạn trong cuộc sống, thì cuối cùng nó sẽ chỉ là lâu đài trên không, chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ và tan vỡ. Không có tiền, cha mẹ bị bệnh tật tấn công, lấy cái gì để phục hồi sức khỏe? Không có tiền, khó khăn trong cuộc sống nối tiếp nhau, bạn có thể làm gì để đối mặt với cái bụng đói của mình? Không có tiền, ước mơ của đứa trẻ sắp cất cánh, vậy phải làm gì để giúp chắp cánh cho nó? Dường như tất cả các câu trả lời đều hướng về một hướng, sở dĩ chúng ta chăm chỉ kiếm tiền là để nắm lấy vận mệnh của mình, để sống một cuộc sống đàng hoàng, để gia đình ngày càng may mắn hơn. Quân tử ái thủ chi hữu đạo, chỉ cần bạn không kiếm tiền một cách vô lương tâm, mà dựa vào sự nỗ lực và siêng năng của bản thân để gia đình bạn có được cuộc sống mà họ mong muốn, cuộc sống bình dị như thế này cũng chính là hạnh phúc. 2. Tình. Tô Sầm từng nói, không ai có cơ hội sống lần thứ hai, hãy đi chậm lại và quan sát cẩn thận, đừng quá vội vàng. Kỳ thực bạn cũng đừng chạy theo thời gian, như vậy khi đến với thế giới này, chúng ta luôn vội vã, chúng ta vội vàng ăn cơm, vội vàng lớn lên, vội vàng nói lời tạm biệt với những người xung quanh mà lại bỏ qua những người vô cùng quan trọng với mình trong những năm tháng đó. Hãy trân trọng tình bạn, tìm được người bạn tri kỷ, biết thấu hiểu và cộng hưởng với nhau thì cuộc đời sẽ không còn điều gì phải hối tiếc. Trân trọng tình yêu, tìm được người yêu, biết yêu và chung tay, trong cuộc sống sẽ không còn cô đơn. Trân trọng tình cảm gia đình, có được gia đình, có một nơi để về, đồng hành cùng nhau, ở đời không có gì bỏ lỡ. Mỗi chúng ta đều là một cá thể độc lập, nhưng có mối liên hệ với nhau, nửa đầu cuộc đời tỉnh tỉnh mê mê, nửa sau cuộc đời bận rộn, nhìn lại cuộc đời này có nhiều cảm xúc lẫn lộn, ngổn ngang. Cuộc đời không dài, một khi đã qua rồi thì không có cách nào làm lại được, quãng đời còn lại rất ngắn ngủi, điều hạnh phúc nhất là khi có người yêu bạn, trái tim ấm áp nhất là khi có người ở bên bạn, bình yên nhất là khi có người hiểu bạn, dù mọi chuyện sẽ không như ý muốn trong những ngày tới, bạn phải trân trọng những cảm xúc này. Đức Phật dạy, đừng ép buộc mọi thứ, cũng đừng ép buộc số mệnh, nhưng vẫn phải giữ chặt tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình trên dòng sông dài của cuộc đời. Những điều quan trọng đều là phù du, đừng đợi đến khi mất đi mới hối hận và dù nắm bắt được, nhưng chúng ta vẫn cần trân trọng số phận này. Chúng ta sinh ra làm người, thất tình lục dục không thoát được, sinh lão bệnh tử nhìn không ra, đắm chìm vào quá khứ và chấp nhất với tương lai, nhưng cũng hiếm khi cảm thấy thoải mái. Thực tế, đừng lo lắng quá nhiều, hãy hài lòng và sống với hiện tại, không màng lợi lộc, coi trọng sức khỏe, hưởng mọi phước lành, đạt được sự chân thành. Những người sống trên thế giới này không gì khác hơn là bốn chữ này, bạn không cần quá nhiều tiền, chỉ cần đủ, cuộc sống không cần phải đắt đỏ. Chỉ cần khỏe mạnh, bạn không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần chân thành, gia đình không cần quá giàu có, chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.